trong những vụ án cướp giật khi tham gia giao thông, điện thoại di động là một trong những tài sản được nhắm tới chủ yếu. Mục tiêu mà bọn tội phạm hướng tới chủ yếu là chị em phụ nữ vừa tham gia giao thông, vừa sử dụng điện thoại. Chúng thường đi xe máy từ 2 cho đến 3 đối tượng, lượn lờ trên phố để săn tìm mục tiêu. Khi phát hiện thấy con mồi sơ hở, chúng sẽ chậm rãi bám theo. Đến thời điểm thích hợp, chúng sẽ áp sát, bất ngờ giật điện thoại trên tay rồi tăng ga lạng lách tẩu thoát. Quá hoảng sợ với bất ngờ, ngay cả khi các đối tượng đã tẩu thoát, nhiều người còn chẳng kịp truy hô kêu cứu. Bạn vừa thấy là một tình huống cô gái chúng ta đã rất bất cẩn, nên là bị hai đối tượng cướp mất điện thoại. Trong cuộc sống hàng ngày, khi các bạn đi trên vỉa hè, các bạn gặp phải cướp, các bạn nên bình tĩnh phản xạ thật nhanh, cố gắng chạy thêm một đoạn và hô thật to cướp để người dân xung quanh giúp đỡ các bạn. Trong trường hợp người dân xung quanh có thể khống chế được hai tên cướp thì các bạn nên thông báo với công an để lấy lời khai cũng như là nhận lại tài sản của mình. Trong trường hợp mà đối tượng chạy thoát được, các bạn nên nhớ lại biển số xe cũng như là đặc điểm nhận dạng của đối tượng để trình báo công an. Tôi có một lời khuyên cho các bạn là khi các bạn di chuyển trên vỉa hè, các bạn nên đi lùi sâu vào trong vỉa hè, cũng như là khi mà cần nghe điện thoại, các bạn cần tìm một nơi an toàn, ví dụ như ở quán cà phê, quán ăn hoặc các cửa hàng để nghe điện thoại, hoặc là tìm một chỗ nào đấy an toàn dừng lại và nghe quan sát xung quanh để tránh bị cướp giật. Và một lời khuyên nữa tôi muốn khuyên các bạn, đó là khi các bạn sử dụng điện thoại, các bạn thường hay cầm như này, nó rất dễ là để đối tượng giật điện thoại các bạn được, có thể dễ dàng rút ra khỏi tay các bạn. Tôi khuyên các bạn là khi cầm điện thoại, các bạn nên để sát vào trong lòng bàn tay, gập các ngón tay lại để giữ chặt điện thoại của mình, và ngón trỏ các bạn kẹp ở trên đầu. Và khi nghe điện thoại như này, đối tượng rất khó để giật điện thoại ra khỏi tay các bạn được. Và bây giờ các bạn hay sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh, thì tôi khuyên các bạn là nên để ý đến các vấn đề về bảo mật, mật khẩu, cũng như là tìm kiếm để công an có thể là tìm kiếm lại đồ vật các bạn bị mất, hoặc là vô hiệu hóa khóa thiết bị của các bạn lại. Và tôi hy vọng là với những gì tôi vừa chia sẻ thì các bạn có thể là bảo vệ được tài sản của chính mình. Cảm ơn các bạn. Để tránh bị cướp giật điện thoại trên đường, chúng ta nên lưu ý không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Nếu cần thiết sử dụng điện thoại, hãy tìm một nơi an toàn, vừa có thể quan sát xung quanh. Nếu phải nghe ngoài đường, lưu ý gập các ngón tay xung quanh, ngón trỏ kẹp trên đầu để giữ chặt điện thoại. Việc đeo túi xách hớ hênh khi tham gia giao thông cũng là một trong những lý do khiến chị em phụ nữ trở thành mục tiêu của bọn cướp giật. Là một phụ kiện không thể thiếu được của các chị em phụ nữ, những chiếc túi xách với nhiều tài sản bên trong cũng chính là món mồi ngon cho những kẻ cướp. Xác định được mục tiêu, việc rồ ga giật lấy tài sản nhanh chóng rồi tẩu thoát chỉ là việc xảy ra trong tích tắc. Nhẹ là mất tài sản, nặng hơn có thể gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông. Khi các bạn di chuyển ngoài đường, nếu các bạn đeo trang sức hoặc dây chuyền rồi là nhẫn thì các bạn nên mặc áo chống nắng và kéo kín cổ để che đi những trang sức của mình, để tránh các đối tượng có thể là cướp giật các trang sức của các bạn. Cái thứ hai là với túi xách hoặc là ví, các bạn nên bỏ cốp xe để cho an toàn. Trong trường hợp các bạn di chuyển, các bạn bị cướp giật túi xách, các bạn nên bình tĩnh hô thật to để cho những người đi xung quanh có thể hỗ trợ các bạn, để giúp các bạn có thể là giữ lại tài sản của chính mình. Nếu mà đối tượng chạy thoát mất, các bạn không có thể là giữ lại được, thì các bạn nên ghi nhớ lại biển số xe cũng như là đặc điểm nhận dạng của đối tượng để trình báo công an để họ giúp các bạn tìm lại cái tài sản đã mất.
khi tham gia giao thông, đặc biệt các chị em nên lưu ý. Không nên đeo trang sức hở hanh. Túi sách, những tài sản giá trị nên để trong cốp xe khi di chuyển. Nếu không may bị cướp, hãy bình tĩnh truy hô, đồng thời ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, biển số xe của kẻ cướp để trình báo với cơ quan chức năng. Trước đây, camera an ninh đã ghi lại một vụ cướp tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến cho người dân không khỏi lo lắng trước sự manh động của đối tượng trộm cướp. Trong video ghi lại một thanh niên dừng đỗ xe, bấm điện thoại trong một căn hẻm, thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, kề dao khống chế, sau đó cướp đi điện thoại cùng chiếc xe máy. Sự việc diễn ra tại một con hẻm nhỏ, không có bóng người qua lại, nên bọn chúng dễ dàng tẩu thoát cùng tài sản. Sự việc là minh chứng rõ ràng cho thấy sự hớ hênh, chủ quan là nguyên nhân chính khiến chúng ta trở thành nạn nhân của các đối tượng manh động. Dừng đỗ xe tại một điểm vắng người, chìa khóa vẫn cắm trên xe, không chú ý quan sát xung quanh. Sự hớ hênh đó rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của bọn cướp. Đặc biệt khi các đối tượng mang theo hung khí, việc chống trả hay truy hô cũng không hề dễ dàng. Như các bạn đã thấy, người đàn ông trong clip vừa rồi của chúng tôi đã rất bất cẩn khi dừng xe đợi người thân, nên là đã bị hai đối tượng cướp mất tài sản là chiếc xe máy. Thì tôi đưa ra một lời khuyên với các bạn, khi các bạn dừng đỗ xe để chờ ai đó, các bạn nên tắt máy, khóa cổ xe và đút chìa khóa vào túi, và tìm một chỗ đứng để các bạn có thể quan sát được xung quanh các bạn, để tránh bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Ở trường hợp nếu các bạn bị đối phương tấn công kề dao từ phía sau, với những người chưa luyện tập võ thuật, các bạn nên bình tĩnh nghe theo lời đối phương, để đối phương sẽ không bị kích động và gây ảnh hưởng tính mạng các bạn. Anh bình tĩnh anh ơi. Anh bình tĩnh ạ. Vâng vâng, em nghe. Dạ vâng. Cướp, cướp, cướp. Sau khi các bạn thấy đối phương lên xe, các bạn nên chạy theo và hô cướp để người dân xung quanh giúp đỡ các bạn, cũng như là ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối phương và biển số xe của chính mình, báo với công an để họ có thể giúp các bạn tìm lại tài sản của các bạn đã mất. Vẫn ở trường hợp đó, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các kỹ năng tự vệ đối với những người đã từng trải qua khóa huấn luyện cũng như là luyện tập võ thuật. Các bạn vẫn bình tĩnh nghe theo lời đối phương và tìm sơ hở. Đến khi các bạn cảm thấy là đối phương sơ hở, các bạn dùng bàn tay phải của mình túm vào cổ tay đối phương, bẻ ngược ra. Và dùng vai các bạn làm điểm tì, kê để bẻ gãy tay đối phương. Đồng thời dùng cùi chỏ đánh thật mạnh vào bụng đối phương, khiến đối phương gục xuống. Các bạn có thể khống chế đối phương, và lúc này các bạn nên gọi cho cơ quan công an để bắt giữ đối tượng. Giật điện thoại, túi sách giữa ban ngày, dùng hung khí đe dọa cướp tài sản tại nơi vắng vẻ. Những vụ việc lần nữa là hồi chuông cảnh báo đối với người dân, đặc biệt là phái nữ cần nâng cao cảnh giác. Không nên đeo túi sách, đồ trang sức hở hanh khi đi xe máy. Không nên vừa tham gia giao thông vừa nghe điện thoại, dễ dàng gây tai nạn hoặc làm mồi cho bọn cướp giật. Túi sách, tài sản có giá trị nên để vào trong cốp xe khi tham gia giao thông. Luôn tắt máy, rút chìa khóa,
chú ý quan sát xung quanh khi dừng đỗ xe. Khi bị cướp giật, cần bình tĩnh, chú ý ghi lại biển số xe, ghi nhận đặc điểm nhận dạng của kẻ cướp, thời gian và địa điểm bị cướp. Những chi tiết hữu ích này sẽ giúp cho lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Hơn hết, hãy nâng cao cảnh giác, trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tránh trở thành mồi ngon cho vấn nạn cướp giật trên đường phố.